Bữa ăn ngày hôm nay của Rockefeller Gavi à. Siro ngồi yên đấy nhá, bắt đầu chia phần này. Siro ra đây ngồi, ngồi đấy, ngồi xuống, nằm xuống. Ok, chào một tí để cho mọi người nhìn thấy, toàn cảnh cái buổi chia phần. Đây. Ra kia ngồi, ra đằng kia không được cả nó hay quay ra này, ngồi xuống chờ nào. Siro canxi với chibi đủ hết rồi. Đây là phần của Nasi là sẽ được nhiều nhất này. Phần này là phần của Nasi sẽ được nhiều nhất. Từ từ chờ. Hôm nay hơi nhiều thịt, để đảo thêm một tí chi nữa cho nó tăng tiêu hóa. Chết thật, quên rồi. Phần của Messi hôm nay là chưa có bù thêm canxi, quên. Messi hôm nay là lấy giống hôm mùng mấy? Hôm mùng hôm mùng 2. Hôm nay là mới là mười mấy. Còn chưa đến ngày 22 mới là ngày tăng. Lau mặt cái nào. Yên đấy chờ đấy. Ngồi đấy chờ. Không, ra đây chờ, ra đây. Ngồi xuống đấy chờ. Nằm yên rồi đấy. Yên đấy chờ. À, mọi người thấy nó ngoan à? Rất là ngoan nhá. Rất là thèm đấy, chứ không phải là không đâu. Thèm lắm rồi. Nhưng mà ăn thì lại rất là ngoan. Ok, thôi cho mấy đứa ăn nhá. Tất cả đều chờ đợi, chứ không có đứa nào hỗn cướp giật. Cả đều chờ đợi, không có đứa nào cướp giật cả. Còn con Messi này. Phần của Siro này. Phần của Kina. Ok, ăn chậm thôi. Không có nhanh nhanh chóng chóng đâu. Với chó của trại nhà mình ấy thì có một số bạn là có ý kiến về cái việc là cái con cho con chó ăn thịt sống. Thì thực ra mà nói là nhà mình là trước đây là 100% cho ăn thịt chín. Và nếu mà cho ăn thịt sống không thì con chó nó sẽ không ăn đâu. Nhưng mà đây thì như mình đã từng nói là một cái bài công thức. Và cái thịt sống này mọi người tưởng tượng như là người chúng ta ăn đấy, người chúng ta ăn là người chúng ta ăn nem chạo ấy. Cho thịt sống thì chúng ta sẽ không ăn. Chúng ta quen ăn thịt chín, cho thịt sống chúng ta chắc chắn chúng ta sẽ không ăn được. Nhưng mà nếu mà chúng ta ăn nem chạo, mọi người ai mà biết cái món nem chạo là làm bằng thịt sống đấy,
hoặc là ăn quẩy cá thì đấy là chính là cá sống thì chúng ta lại ăn được và an toàn. Thì với cái bài thịt sống công thức này thì nó cũng như vậy, nó như là gỏi cá và nó như là món nem chạo của chúng ta, nó giống như vậy. Pila xong rồi, Pila ra đây, Pila cho Pila biết, Pila ra vòng ra đằng kia, Pila vòng ra đây. Cái thì mọi người hiểu là cái thịt sống công thức này nó giống như vậy chứ nó không phải là thịt sống. Kể cả như hiện tại bây giờ nếu mà mình cho chúng nó một miếng thịt sống chúng nó cũng không ăn, cho thịt sống chúng nó không ăn nhé mọi người nhé. Nhưng mà công thức như thế này thì chúng nó lại ăn và nó ăn rất là ngon và nó rất thích ăn, tiêu hóa cũng tốt. Yêu cầu của nó là khi mà chúng ta cho ăn thịt theo cái kiểu này ấy, thì là chúng ta phải dùng thịt sạch, chứ gà toi gà chết là thôi nhá, là đừng có ai nghĩ đến cái chuyện cho thịt sống theo cái kiểu như vậy, bởi vì cái dư lượng thuốc rồi này kia, chứ nó không có phải là thịt sống là thịt nào cũng cho ăn được, đã sống thì phải sạch. Còn nếu mà không đảm bảo được sạch thì tốt nhất là luộc, tốt nhất là luộc lên, bởi vì cái quá trình luộc ấy nó sẽ giúp cho thôi bớt một cái số cái thuốc dư lượng ở trong thịt. Và cái quan trọng nữa là nó là bài toán an toàn nữa. Khi mà chúng ta nuôi chó thì chúng ta nghe thấy các cái vụ chó cắn này kia nghe nó rất là ghê, thực sự mà nói là nó là như thế. Và cái giống chó càng to thì chúng ta càng phải đề phòng, cái đấy là nguyên tắc, đấy là chắc chắn rồi. Và như mình từng nói ấy, là cái việc mà cho con chó ăn thịt sống mà nó sẽ ảnh hưởng đến cái, theo cái suy nghĩ của mình, nó sẽ ảnh hưởng đến cái tính cách, một cái phần nào ảnh hưởng đến tính cách của con chó, nó dễ bị kích động hơn trong cái trường hợp nếu cho ăn thịt sống nguyên. Còn cái bài thịt công thức này thì nó khác đi một chút. Bởi vì đấy, đơn giản như nếu như chó nhà mình mà cho ăn thịt sống là nó không ăn đâu. Nhưng mà cái thịt công thức này thì nó lại ăn. Và nó ăn rất là ngon miệng nữa, chứ không phải là chỉ có ăn. Đấy là tưởng tượng như là nó là cái gỏi cá hay là cái nem chạo. Cái món nem chạo là cái món dùng thịt sống bóp thính nó theo kiểu như thế, và rau thơm, hay là cái món chả món gỏi cá cũng vậy, cá sống rau thơm rồi cá ướp yếp các thứ thể loại linh tinh. Thì đây cái bài toán này, bài thịt công thức này nó cũng như vậy, và mọi người thấy là nó ăn rất là ngon miệng. Bạn nào mà chăm chó ấy mà chúng ta thấy con chó của chúng ta kém ăn ấy, thì chúng ta phải xem lại cái kỷ luật ăn của con chó. Chứ cái con chó nó kém ăn là con chó khỏe mạnh thì nó sẽ không thể kém ăn được. Chúng ta phải xem lại cái kỷ luật ăn, cho chúng nó ăn cái kỷ luật ăn có chuẩn hay không, đang cho nó ăn bị thừa, hay là mọi người cho nó ăn cái bữa ăn nó kéo dài. Một là ăn cái lượng ăn nó bị thừa, hai là cái bữa ăn để nó kéo dài, khi mà con chó nó mệt mỏi nó ăn kém thì chúng ta lại cố gắng để chúng ta tăng cái bữa ăn để cho con chó nó ngon hơn, thì cái việc ấy là chúng ta sẽ chiều hư chúng nó. Tức là khi nó ăn kém ấy thì chúng ta lại tăng cái lượng đồ ăn lên, và chúng ta cố gắng để mà làm sao để cho cái đồ ăn của nó ngon hơn. Cái việc ấy là vô tình là chúng ta làm cho con chó nó bị hư, bởi vì là như thế là vài lần nó sẽ hiểu là mình cứ lười ăn đi,
lười ăn là bữa sau là chủ sẽ đổi cho món khác ngon hơn, dù là cái chế độ ăn bình thường của chúng ta cho con chó ăn đã rất ngon rồi, đã rất là đầy đủ dinh dưỡng rồi, nhưng mà chúng ta thấy nó kém ăn một cái thì là chúng ta lại tăng lượng ăn và tăng cả cái đồ ăn ngon, tức là giả sử như là cho thịt mà bên này cơm này hạn chúng ta cho nhiều thịt hơn, như thế vô tình nó sẽ làm cho con chó nó sẽ hiểu là như thế chứ cứ lười ăn đi kiểu gì chủ ngày mai cũng cho nó ngon hơn. Đấy là chúng ta đang làm sai, và con chó nó lười ăn là tại chúng ta chứ không phải là tại con chó. Khi mà con chó nó kém ăn đấy thì nếu không phải vì vấn đề sức khỏe nhá, còn con chó nó về vấn đề sức khỏe chúng ta phải xử lý cái vấn đề sức khỏe cho nó. Còn nếu mà con chó nó hoàn toàn bình thường, vui vẻ, không có gì cả, nó chỉ là lười ăn thôi thì nó là do chúng ta chứ không phải do chúng nó. Nó lười ăn, nó kém ăn, chúng ta phải giảm cái lượng ăn đi. Giả sử hôm nay mình cho ăn hai cái thìa này và con chó nó ăn thừa thì bữa sau mình sẽ chỉ cho một thìa hoặc một thìa rưỡi thôi. Nếu bữa sau một thìa rưỡi nó vẫn ăn thừa, giảm tiếp xuống chỉ còn một thìa thôi, hoặc nửa thìa thôi. Và nửa thìa mà nó vẫn ăn thừa thì cho nửa thìa đấy hai ngày liền, thì nó chỉ sau 2-3 bữa thôi là cái con chó nó sẽ ăn rất là ngon miệng. Nhưng nó ăn ngon miệng rồi vẫn để cho nó ăn thiếu thêm một bữa hoặc hai bữa nữa, sau đấy thì chúng ta mới tăng cái lượng ăn lên cho nó, để cho nó biết cái cảm giác đói này như thế nào, biết quý trọng cái đồ ăn, biết là nếu nó sẽ hiểu là gì. Sau 1-2 lần như thế nó sẽ hiểu là nếu hôm nay mà mình ăn ít, chủ ngày mai sẽ cho ăn ít đi, thì thôi cố gắng mà ăn cho hết đi và ăn cho nó nhanh chóng cái bữa ăn, không có chủ nhấc đi. Đấy là mọi người phải hiểu như thế, là khi mà nó kém ăn chúng ta lại phải giảm. Đấy trong trường hợp con chó sức khỏe bình thường nhé.